Hey các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại đến với Chân Đồng Quê. Và mình là Vui các bạn ơi. Rồi thì cũng đã đến với mùng 8 tháng 3 các bạn ạ. Thì mình chúc cho hội chị em phụ nữ có một ngày lễ mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ, hạnh phúc và được thật là nhiều quà từ người thân và người yêu của mình nhá. Ok, thì nhân dịp mùng 8 tháng 3 đương nhiên là Liên Quân cũng sẽ có những cái sự kiện mới mẻ các bạn ạ. Thì chắc chắn rồi, thì đó là hai cái trang phục mới vừa mới ra mắt ở ngay nhân dịp mùng 8 tháng 3 này luôn. Bởi vì dành cho chị em phụ nữ mà, đó chính là trang phục Kera, trang phục Free, đó chính là Kera Hồ Điệp nha các bạn. Thì mặc dù là bậc A thôi, nhưng mà trang phục này mình phải công nhận là Liên Quân đầu tư ấy. Nó thẳng ra là PR trang phục rất là nhiều các bạn ạ. Nào là cosplay, xong bắt đầu là làm về sự kiện tùm lum tùm lưa để PR cái trang phục này. Mà mặc dù chỉ là bậc A thôi nha các bạn, nhưng mà ấy, được cái là trang phục này nó có, đó chính là hiệu ứng biến về các bạn ạ. Hiệu ứng biến về độc quyền của Kera Hồ Điệp luôn nhá. Xong rồi đã thấy có cả emote gọi là biểu cảm của Kera đấy. Thế nên là mình nghĩ trang phục này các bạn cũng có thể mua và cũng có thể nhận và săn sự kiện thử nhá. Mà cái này chỉ là món khai vị thôi. Hình như mình nghĩ là cái món chính mà với mùng 8 tháng 3 này ấy, đó chính là trang phục của Helen, trang phục mới các bạn ạ. Có tên là Helen Du Xuân. Chắc là mình gọi là Helen Hồi Xuân thì nó sẽ đúng hơn nhở. Bởi vì trang phục này là trang phục, đây các bạn có thể nhìn thấy, nó sẽ biến thành một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, giống như kiểu đây là một tuổi thơ, một gọi là biến về hồi nhỏ của Helen. Và đây là phiên bản Helen hồi nhỏ các bạn ạ, phiên bản chibi, phiên bản nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương các bạn ạ. Và đương nhiên trang phục này rất là đẹp rồi, vậy nên là các bạn nhớ vòi crush hoặc là vòi người yêu mình đi nhá. Hoặc là bạn, những bạn nam nào mà đang có crush hay là đang có gì đấy muốn tặng cho crush hoặc là người yêu của mình thì có thể tặng cái trang phục này nhá các bạn. Bởi vì mình thấy trang phục này cũng rất là đẹp ấy, nhìn dễ thương mãi nồi. Nên đương nhiên rồi, bởi vì sự dễ thương này thì ngày hôm nay mình sẽ leo rank cùng với hai bộ skin này cũng nhân dịp mùng 8 tháng 3 các bạn, hội của chị em phụ nữ mà, nên là mình chỉ chơi từng nữ thôi. Thì mình sẽ test hai cái bộ skin này để xem coi là hai skin này nó có ok không, nó có đẹp hay không, để cho các bạn cùng xem luôn nhá. Rồi giờ mình sẽ vào test cho bạn xem nhá. Bé hoa sân các bạn ạ. Đương nhiên là ngày quốc tế rồi, vậy nên là anh em nào mà đang tính cua crush hay là muốn tặng cho người yêu để người yêu mình vui ấy, thì đừng quên trang phục bé hoa sân này rất là thích hợp nha các bạn. Quả trang phục đúng dễ thương luôn, nên là mình nghĩ là chị em cũng sẽ thích ấy. Nên các bạn nhớ mua trang phục này nhá. Thề nhìn dễ thương này cơ mà, hồi xuân còn gì nữa. Rồi còn về trang phục thì trang phục này nó cũng sẽ có bậc tang giống như trang phục của Enzo các bạn ơi, cũng là SS Premium nha. Đây là khi mà vô trong game này các bạn. Ôi nhìn đẹp nhở, nhìn xinh vãi. Ôi nhìn xinh lắm luôn đấy các bạn, nhìn dễ thương vãi. Ôi nó ngồi ngay ở trong giỏ luôn mà, ngồi trong cái giỏ hoa luôn, xong bắt đầu là có mấy con bướm bay xung quanh rồi ấy, đẹp vãi nồi. Biến về thì thế nào? Ồ biến về nhảy xuống dưới đi tung tăng à? À được đấy nhờ. Đánh thường cái này, lấy cái du hiệp bạn, cho mình đánh thường cái mình lấy du hiệp. Ok bạn ơi, láo nè, tuyệt vời. Rồi anh tới này, thế đẹp dã man đó các bạn, đẹp phết đấy chứ, đâu có xấu đâu. Rồi mất đầu tiên, mất cái flash. Chưa một này. Xem đi về không để cho anh hồi máu nhé. À bắn thường nó hết chiêu này em, đánh luôn nó hết chiêu rồi. Đánh thoải mái, đánh đi, bắn nó. Ủa rồi sao lộn kỳ cục ấy? Mà sao em không lộn về đấy? Ủa các bạn xem chiêu 1 này. Đó, chiêu 1 nhìn nổi lên thì đẹp phết đấy chứ. Trời, nó làm cái gì vậy? Đúng rồi, cứ sai chiêu lộn bắn nó thôi. Ôi thôi xong rồi, đỡ. Rồi về, không chết đâu mà lo. Đỡ. Đỡ còn né nữa. Ý là mình khỏe mà, lo gì. Rồi đúng rồi, đấm nó các bạn ơi. Lên đúng rồi, lên. Đúng rồi, hai cái choáng lên. Hồi máu cho anti luôn nè, anti. Tui tới. Hay quá em ơi. Uầy, lúc xài chiêu ấy nó có cả hiệu ứng âm thanh các bạn ạ. Hiệu ứng âm thanh nghe đã vậy. Ok, biến về các bạn ơi. Đây sẽ là hiệu biến về của Helen này các bạn. Đó. Từ không biến về được thôi. Từ đấy, anh vừa kêu xong. Cốc rồi. Chưa có anti nữa. Rồi, bay. Hay, bay nó. Nó hết anti rồi. Ngon, nice. Đúng rồi, lướt đi con lợn này. Mình có tóc. Ui. Bạn này bạn tóc biến hơi phí các bạn ơi. Nhưng mà chắc pha này mình về nhá. Mình về để mình cho các bạn xem hiệu biến về nhá. Đây sẽ là hiệu biến về này. Đó, biến về nó sẽ bắt đầu là Helen sẽ nhảy xuống dưới đi tung tăng, nói chung là đi đuổi theo con bướm các bạn, giống như mấy đứa nhỏ ấy thấy bướm lạ xong bắt đầu là đi đuổi theo con bướm vậy. Láo mày,
Bắn đi em, bắn thoải mái, vừa đi vừa bắn đi, đúng rồi, vừa đi vừa bắn, bắn tiếp. Anh có hồi máu. Bắn tiếp, bắn nó. Đấm bể mỏ đâu, nó hết đạn rồi đấy. Rồi, nó hết đạn rồi đấy. Dỗ luôn, bắn nó. Này, chết. Này, đấm nó. Ủa? Không này chúng nó à? Rồi, đấm luôn, nó hết chiêu rồi. Rồi, về. Về đi. Anh về được. Anh Vũ nhiều máu. Anh Vũ đầy máu. Bắn tiếp. Không được rồi. Đây là lúc chết rồi các bạn. Lúc chết là mấy con bướm cũng chết cùng luôn. Cũng nằm xuống cùng luôn, xong rồi cái giỏ rớt xuống các thứ. Oh wow. Vâng, tem bạn bỏ cái đường trên luôn. Không quan tâm đường trên. Thôi về đi em, bỏ trụ đi, tem bạn đông á, bỏ trụ luôn. Thế rồi, tem bạn quyết định chăm sóc mình chứ không phải là chăm sóc đường trên nha. Bỏ ngay đường trên luôn. Rồi, toang luôn. Rồi, tụi mày đánh này. Tụi mày bắn này. Bắn này. Ngon thì bắn này. Ôi cái gì ấy. Ôi trời, nó tốc biến luôn, vãi à. Rồi, thấy rồi nha. Đấm thằng này cũng được, đấm gì, ôi hay quá. Ơ này, xong vô. Ôi rồi. Bắn em. Anh có hồi máu, bắn thoải mái. Chúng mày láo. Làm sao? Ẩu, cái tội ẩu. Vãi nồi, tao scoot nó lên full phép các bạn ơi. Trời ơi, bảo sao cái pha vừa nãy ấy, nó đấm quả hú hồn thật chứ. Nó đấm quả tên mặt ba thằng còn xíu máu luôn. Ê, ẩu nhăm ní. Ẩu nha ní. Mày đòi bắt ngộ AD tao. Trời ơi, vãi nồi, thằng scoot nó full phép. Win luôn chứ sao nữa. Tên mình mạnh điên các bạn ạ. Đánh đấy, trưởng con này. Đấm nó, đúng rồi. Ôi ôi. Oh my god. Đây này, tôi hồi máu cho. Đúng rồi, bắn đi, đánh nó. Anh Vũ hồi máu. Trời ơi, anh Vũ châu điên. Trời. Anh Vũ bể máu di động. Mình là cái bể máu di động các bạn ơi. Mình là cái bể máu di động nha. Oh my god. Bể máu di động. Ôi, win luôn rồi. Ôi, đang đúng đã luôn ấy. Chơi đã vãi. Ê, chơi con hay lần này vui nha. Ui, MVP luôn. Vãi nồi thật. Vãi trưởng quyết định chơi thêm một trận nữa. Mà trận này có vẻ khó. Tem bạn pick crack rồi. Theo nát không biết trận này được chơi game không đây. Get go. Trận này chơi được, không có gì phải sợ cả. Giả vờ nói thế thôi chứ tầm này đấm được hết. Không có sợ bố con thằng nào các bạn ơi. Chơi hết. Bắn nó đi. Mình có hồi máu. Bắn nó, đúng rồi. Đứng đâu, thằng đứng đâu ấy. Ủa. Rồi, chết rồi đấy. Thằng này cũng được này. Trời ơi. Ui, được không? Trời ơi. Hết anti rồi mà ẩu thế. Mà vừa nãy anti sớm ấy nhờ. Ôi, thôi. Tôi chết rồi. Được không? Hay. Đủ đam kìa. Giết luôn. Nice. Ui dồi ôi. Một pha cướp lòng thành công của tem mình. Quá là đỉnh. Trời cái gì vậy? Trời ơi. Ui mình miễn nhớ mới sớm thì phải. Ừ. Mình quên mất mình phải chờ crack anti rồi mình mới xài miễn các bạn ơi. Mình xài miễn hơi sớm nha. Ui đen chưa? Quả đấy mà mình để miễn cho Yata là tem mình lật kèo pha này chắc luôn ấy. Ui đen, lỗi mình. Lỗi mình các bạn ơi, đen vãi. Ê, trận này căng nha. Trận này nó không hề dễ dàng các bạn ơi. Trận này nó sẽ căng thẳng hơn trận vừa nãy đấy. Trận vừa nãy đánh ao chính ấy, chứ còn trận này tem bạn đánh cũng căng ấy. Tem bạn tem quốc các thứ đánh nhau 4-5 thằng các thứ. Thôi đừng có tham mà. Trời ơi, tham chi không biết. Thằng Lee này. Ây da. Bắn đi chứ. Trời ơi, làm hết rồi. Rồi. Ây da, ôi trời ơi. Nhưng mà làm hết rồi thật. Không giết thằng theo nát nữa thôi, bắn nó. Ôi trời, có Ryoma này, không ngồi này. Nhưng mà có AoE nhá. Có cả Yata nhá.
2. Ôi. Ôi mày vẫn đủ đam nha. Trời hên chưa. Có chừng nó kéo, có chừng nó kéo. Nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Ôi. Đen. Mình bị kéo đấy bạn ơi. Ok, nice sir. Vô luôn, vô luôn. Vô, vô, đúng rồi, đúng rồi. Quá uy, quá uy mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hồi máu, hồi máu. Tôi hồi máu cho. Mày làm sao? Hay quá. Thằng nào đòi bắt AD tao. Ôi thôi xong rồi. Anh tới đây. Ok. Trời, châu điên. Có hai lần nữa thì thôi chứ. Trời ơi, đánh luôn em, đánh luôn em. Đánh được, đánh được, đánh được, đánh được, đánh được. Đánh được, đánh được nha, đánh được nha. Thằng Grack chết chắc rồi, yên tâm. Anh Vũ đánh được. Anh Vũ hồi máu cho, anh Vũ có full giải. Thằng nào dám giải? À đâu, thằng nào dám khống chế? Ê, ẩu. Ẩu rồi. Ẩu rồi, ây da. Thôi xong rồi, ẩu rồi, ẩu rồi, ẩu rồi. Ẩu rồi. Em vô luôn em, em vô luôn em. Phu phu nó, phu nó chứ. Rồi thôi xong rồi. Lên rồi, thôi, lui, 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 lui. Yeah thôi, yeah thôi, yeah thôi. Vãi nồi cha ta, oh my god. Ê. Ê. Mày láo, làm sao? Vô luôn em. Ê, AD ơi. AD ơi, đây đây đây, có tôi, có tôi, có tôi. Đây em, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Ăn chi ra, ăn chi ra, ăn chi ra. Ăn chi ra này, thằng đường nó chết rồi. Ôi trời ơi, thằng gà này đã đứng yên cho hồi máu rồi, đánh luôn em. Chết luôn rồi. Có hồi máu, có hồi máu. Ui, có hồi máu rồi. Đi. Ui rồi ôi, bay, bay được không? Đúng rồi, đúng đó. Hay. Trời ơi. Trời ơi. Ủa win được nè, bãi nổi win nè các bạn. Nhưng mà chưa chưa có lính thôi, chưa có lính thôi. Win được rồi, win được rồi. Ô. Grack kìa, win được không? Ôi khó quá, nó cứ hồi sinh không à. Trời ơi. Vãi nổi, đỡ dùng thằng AD chết luôn các bạn ạ. Không win hơi phí. Ủa rồi xong đẩy lính. Trời ơi. Khổ ghê á. Mình có hồi máu rồi ấy, lên win được các bạn ơi. Từ 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 từ, có cũng không kìa. Trời ơi. Không kịp hồi máu luôn. Không kịp hồi máu đủ luôn ấy, không hồi máu kịp luôn các bạn ạ. AD ơi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, vô đây, vô đây. Vô đây. Nó ăn chi ra này về làm gì? Trời ơi. Ơ. Bỏ kinh công luôn đúng không? Thằng này. Trời, tôi chịu. Ê, chơi mà sợ. Nó xài, tính ra là nó xài hết chiêu vô tem người ta rồi còn sợ gì nữa. Trời ơi, pin yếu. Vãi nồi. Pin còn yếu nữa thì chịu. Đúng rồi, bắn nó, AD ơi, bắn nó. Rồi, 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 hay em ơi, hay em ơi. Có AD đằng sau, có theo nát đằng sau, đúng rồi. Láo, bùa với chúng tôi, lên. Ôn in, win luôn. Win luôn anh em ơi. Ê, 3 lần có thể win rồi mà toàn không có lính thôi. Nhưng mà hai mấy giây nữa, lính thì chạy lên rồi, chặn lính lại. Thằng Yuka, thằng Ngô không chặn lính. Ngô không chặn lính à. Đó, biết ngay mà, vô luôn. Vô thử đi em, vô thử đi. Đó, vô tanh trụ luôn. Lẹ đi. Trời ơi, chát đi. Đánh trụ đi, chát cái quần què. Thề luôn ấy. Vãi nồi phá trụ không phá, ngồi chát. Ngu lắm, dừa. Rồi, cúc hết luôn, tuyệt vời, anh Vũ chết luôn. Anh Vũ khỏi chạy. Anh Vũ mai chạy. Chát cho lắm vào. Thôi, thua rồi các bạn ơi. Thua rồi, này thì chôn. Quê lắm, nhục chưa. Nhục chưa, này thì chôn. 4 thằng lao lên là phá nát cái trụ rồi. Mà không chịu phá đâu các bạn, thôi thua rồi. Lại. Này thì chôn. Chôn với chúng tôi, chôn Việt Nam. Ừ. Để thua đúng sàm, thua đúng nhàm luôn. Ta này xứng đáng có một team. Nhưng mà team này là team team màu đỏ, team thông báo. Trời ơi thề. Aoi thì đi ra phá lính. Tính ra phá đấy đâu cần phải có lính đâu các bạn. Lính thì thằng Ngộ Không nó phá rồi. Lính mà có lên thì tụi kia cũng hồi sinh à. Lao lên một cái, 4 thằng ngồi phá. Kiểu gì cũng nát trụ thôi, mà không đi, không phá. Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ cùng đến với
vị tướng trang phục Kera hồ điểm nha các bạn. Vừa nãy chơi kia thì hơi xui tí. Cái con Kera này thì mình chưa có hiệu ứng, à đâu, chưa có cái biến về các bạn, thế nên thông cảm các bạn, trong các bạn thông cảm cho mình nhá. Nhưng mà nhìn đẹp đúng không? Nếu như mà để cho nó có hiệu ứng thì ngon rồi, nhưng mà chỉ là bậc A thôi thì đúng tội luôn. Nhớ cái hồi trước ấy mà mình cũng xem cái trailer mà diễn biến cập nhật phiên bản 2024 các bạn, khi mà cuối năm ấy, nhìn làm rất là ok nha. Thấy cả trang phục Kera này thì mình nghĩ ừ chắc lại là trang phục mới của Kera gì đây, ai dạy bậc A vậy nổi, mà trông không hiểu sao Pia trầm trồ vậy nổi. Đây sẽ là ngoại hình của Kera khi mở trong game này các bạn. Đấy, ngoại hình thì sẽ như thế này đó. Tính ra là nhìn kỹ thì làm gì có ai nghĩ đây là bậc A đúng không, bởi vì là ngoại hình nó thay đổi và nó không giống như cái ngoại hình của trang phục bình thường các bạn, nhưng mà lại là bậc A. Không thì đâu đó cho bậc S cũng được đúng không, không cho bậc S luôn. Vòng xoay thời gian cuốn em về được một mạng free. Biết ngay nó sẽ ăn blue mà. Mày láo chờ đấy. Đúng đó. Hay. Tới luôn đi bác tài ơi. Tới luôn bác tài ơi. Quá tuyệt vời, hai mạng. Mặc dù là mình không ăn được cái mạng nào hết. Nice sir. 2-1. Boom, ăn được. À, bạn đòi giết mid mình. À đâu, AD mình. Láo à, đây rồi, có ulti rồi. 3 giây. Chờ ulti cái nè. Surprise. Ủa, nó về đó các bạn ơi. Mày đi. Ôi, vãi ạ. Mình quên xài chiêu 1 sớm các bạn ạ, à. Quên. Nên xài chiêu 1 sớm xong để cho nó hồi chiêu đấy. Mà mình quên xài mất. Lỗi mình quá, hơi ngu do không biết chơi Kera các bạn ơi. Thằng này, tao thấy mày. Mày chạy đấy. Ui trời ơi, nó tốc biến rồi vãi. Ủa, mình tưởng cái pha vừa nãy nó hết tốc biến rồi. Thôi không sao, ăn được mạng cũng được. Đấm luôn em. Đấm nó, đúng rồi, trưởng nó. Mày đi. Ôi trời ơi. Vãi nổi pin yếu à. Em lại anh, trời ơi, pin yếu đúng lúc tê. Vãi nổi pin yếu à. Vãi thì cay vãi. Cứ mỗi lần đánh ấy là toàn pin yếu đúng lúc thôi. Sao mà mấy lần bình thường farm thế này đấy, lúc farm thế này không pin yếu đi. Ê, đúng xui luôn ấy. Ôi không ổn rồi bạn ơi. Được không? Hay thế nhở. Đòi chạy. Hay quá Ari ơi. Ôi Ari hay này. Thay vì bắt ở đâu, thay vì giết thằng Nagaroth thì vô bắt mình này. Ôi rồi em ơi. Lão à. Tao còn chiêu 1. Mày thích bắt tao không? Tụi mày thích bắt tao không? Này thì bắt này. Ôi dồi, nhưng mà sao nó trâu thế. Lão dám bắt với chúng tôi. Nó dám bắt mình các bạn ơi. Nhờn. Rồi. Mày đi. Mày đi. Hết chạy. Mình đã biết cách tận dụng chiêu cuối của con này rồi các bạn ơi. Mấy hồi trước là mình không biết là chiêu cuối của con này khi mà chúng ta xài ấy, là hồi được lại hồi hết cả hai kỹ năng ấy. Nhưng mà chơi một hồi thì mình cũng nhớ sương sương rồi. Chứ hồi trước mình chơi con Kera thì gà lắm. Vừa hồi ulti xong bây giờ lại hồi tiếp rồi này, ngon. Đây rồi. Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua. Bùm 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 chiêu, bùm bùm chiêu, bùm chiêu, bùm chiêu. Yo. Đơn giản hai đường quyền không nên nhiều. Đánh trụ đi. À ui, hết lính rồi vãi. Thì ra hết lính các bạn ạ. Mình tưởng phát đây có lính là phá được cái trụ rồi. Anh Vu tới đây. Ông kẹ tới. Ây da trời ơi. Em blue này. À. Rất là hổ báo nha.
rất là hổ báo nha. Rất là hổ báo nha. À! 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 Ôi, buồn cười vãi. Ôi, đam to dã man các bạn. Thôi, Nguy đâu rồi? Tên bạn đã cố gắng hết sức các bạn. Nguy đam to quá. Công nhận con Kera này nó mà xanh ấy. Nó mà nhảy một cái là nhìn quả máu ấy. Nó trắng cây luôn các bạn ạ. Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm nào. Anh dí mình. Ô, đánh tiếp. Trời ơi, anh Vũ hồi chiêu ác liệt. Uầy, đam chiêu to khổng lồ luôn. Đam mình to lắm rồi các bạn ơi. Hết cỡ rồi. Quá khó cho tên bạn rồi. Tầm này tên bạn phải 3-4 cái kêu hôn chừng choi còn may ra nha. Thằng AJK thì cay vậy, nó cứ kêu khó nhỉ đấy chứ. Mất dạy vậy. Ủa. Ơ, sai chiêu 2 rồi mà vẫn bị chú bắn à. Xàm thế, ôi Win nó nói. Trời, Win nhanh vãi. Uầy, Win đúng nhanh luôn. Nhưng mà công nhận là đúng là trang phục free các bạn ạ. Cũng không có yếu gì nha. Đúng rồi, và đó là một ngày đeo lanh của mình cùng với hai cái bộ skin nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 các bạn ạ. Thì không biết là các bạn có thấy skin này đẹp hay không? Với mình thì chắc chắn là skin Kera là free thì không có gì để nói nên là chúng ta bỏ qua nha, bởi vì free mà. Còn trang phục Helen bé hồi xuân à? À bé du xuân chứ. Ừ. Thì trang phục đấy mình thấy nó là dễ thương luôn đấy. Vậy nên là mình nghĩ là mà chắc chắn là mấy bạn nữ có thể vui vét năn nỉ hoặc là nói móc móc gì đấy để cho những bạn nam hoặc là người yêu của mình đấy để mà mua. Còn những bạn nào mà đang có crush hay gì ấy thì mua trang phục này cũng được để nhân dịp tặng cho các bạn nữ nhân dịp mùng 8 tháng 3 các bạn. Mình thấy trang phục này đẹp hết đấy. Còn với các bạn có thấy đẹp không? Comment phía bên dưới nha. Và đừng quên chị em nào mà yêu thích cái skin này cũng cho mình một like và một đăng ký nha các bạn.